Xin chào bạn, ngay bây giờ thì Lê Hùng đang có mặt tại gian hàng của Mitsubishi tại triển lãm ô tô Việt Nam, và có thể nói năm nay Mitsubishi đã trưng bày tất cả các dòng sản phẩm đang có trên thị trường. Và ngay bây giờ chúng ta hãy đi cùng điểm qua những cái dòng sản phẩm của Mitsubishi nhé, để xem những sản phẩm đã được Mitsubishi lắp thêm những gì, có gì mới, có gì hay. Và sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đấy chính là Mitsubishi Triton, bằng giá 725 triệu. Và nếu như các bạn có thể thấy thì rất rõ là những cái thay đổi không quá lớn, nhưng cũng đã mang lại một cái diện mạo đẹp hơn, trông bắt mắt hơn. Ví dụ như lưới tản nhiệt này, các cái sticker dán này, gọi là trang điểm, tô điểm thêm. Và một chiếc ốp bên bánh xe đây ạ, chứ không phải đây. La răng được sơn đen nha các bạn. Đó, không cần thay đổi quá nhiều nhưng cũng mang lại những cái sự khác biệt nhất định. Gương được sơn đen. Đấy. Và nó tương phản với màu trắng của bạn PG này. Và một chi tiết tay nắm cửa cũng được sơn đen. Đấy, tất cả các chi tiết. Đó, sticker bậc lên xuống. Và sport bar. Vâng. Rất đẹp chắc chắn. Thực ra đối với dòng Triton này thì mình đã chạy thử qua rất nhiều địa hình. Và cái vẻ đẹp của Triton thực sự nó nằm ở cái hệ thống dẫn động và cái động cơ. Và cái hệ thống V-Sai của Triton thì phải nói không phải khen quá lời đâu, nhưng nó là một trong những hệ thống mà mình yêu thích nhất. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng vào trong xe xem mẫu xe này có gì thay đổi mới. Có gì thay đổi không bạn? Một cửa mở ra. Một màu cam xe bán tải nhưng mà rất điệu đà, được trang bị bọc da màu cam đen, đường chỉ may nổi nhằm tăng tính thể thao các bạn. Tất cả những cái màu này được điểm tô để thể thao, nhấn mạnh cái tính thể thao hơn. Vô lăng rất là đầy đặn. Rồi. Có cruise control. Nhưng có lẽ cái chi tiết mà khiến mình ấn tượng nhất trên các dòng xe Mitsubishi ấy, lẫy chuyển số. Xe nào cũng vậy. Rất to, rất dài và rất chất. Thực ra với Mitsubishi Triton thì nó sẽ thể hiện cái vẻ đẹp. Và đối với Hùng thì sẽ rất yêu thích nó khi chạy trên những cái cung đường xấu. Hùng đã từng chạy ở Phú Quốc và đã bị lún cả hai bánh, thế mà gài về cầu chậm, khóa V-Sai giật phát lên luôn, không thể quên được. Xe rất nhẹ, linh hoạt, chạy cực hay. Thực sự là vậy. Với Triton mình luôn ấn tượng về cái điểm đó. Còn tất cả các cái chi tiết thiết kế nó cũng chỉ phục vụ đủ cái nhu cầu mà thôi. Còn để về hấp dẫn như các cái dòng xe bán tải được digital hóa, được trang bị nhiều cái công nghệ, thì phải nói là mình nghĩ là trên những cái thế hệ mới sẽ có. Bây giờ thì mình sẽ ra hàng ghế sau nha các bạn. Đó, hàng ghế sau này. Hàng ghế sau cũng vậy, cũng được bọc da cho nó khác đi. Nói không phải mê tín nhưng mà những cái thay đổi này cũng khiến Triton trẻ ra hơn rất nhiều, phải gọi là trẻ ra vài tuổi. Rồi bây giờ thì tiếp theo xin mời các bạn sẽ cùng đến với một sản phẩm cực kỳ hot của Mitsubishi trong thời gian vừa qua. Và hiện tại thực sự nó cũng đang cháy hàng. Siêu nhân Xpander. Mitsubishi Triton Atele được trang bị động cơ dầu 2.4 lít MiVec có công suất tối đa 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 430 Nm. Và siêu nhân Xpander đây. Mẫu xe này được mang từ Nhật Bản về đấy nha các bạn. Nó sẽ khác các Xpander khác, đấy chính là nó không có mui, nó đã được cắt ra để các bạn có thể quan sát và rất dễ dàng ra vào để thử xem những cái hàng ghế, những cái không gian, những cái vật liệu được sử dụng như thế nào. Và mẫu xe này thì được mang từ Nhật Bản về, cho nên là vô lăng là vẫn còn nguyên bên phải. Và như Hùng đã giới thiệu trong tất cả các chương trình trước rồi, thì cái vô lăng rồi cái thiết kế nó tương đối giống những chiếc như của Outlander. Và cần số này, cái quần vô lăng này. Đấy, phanh tay rất to, rất dài. Nhưng mà đây là hình cắt thôi, để giúp khách tham dự, những người tham quan và như các bạn đến đây thì cũng có thể dễ dàng quan sát, dễ dàng ra vào và dễ dàng thấy những cái vật liệu của xe. Bây giờ thì chúng ta hãy vào chiếc Xpander bản thương mại nha các bạn. Và thưa các bạn, bây giờ là Xpander đây. Đó, nhìn xe xong vẫn đơ ngay các bạn ạ, đơ ngay bởi vì xe quá đẹp. Xpander thì rất hot trong thời gian vừa qua. Vâng, bây giờ mua có khi còn phải chờ. Và đứng cạnh Xpander em thấy thế nào? Em thấy rất là tự tin. Tự tin? Đúng rồi, giống như là đứng một người đẹp và đứng cạnh một người đẹp. Người đẹp phải đứng cạnh một chàng trai đẹp chứ. Chàng trai đẹp á? Không, em nghĩ là dành cho
dành cho phụ nữ. À, dành cho phụ nữ. Thấy rất là dễ thương, rất là thiết kế cực kỳ trang nhã và sang trọng. Và anh nghĩ đây là một người bạn rất phù hợp với em đấy, cũng khá phù hợp đấy. Tương lai em sẽ có điều kiện thì sẽ rước nó về. Rước nó về, không phải rước ngay. À, như em thấy đâu, những cái thiết kế của nó rõ ràng đúng không? Đúng rồi, nhìn rất là tinh tế. Đường nào ra đường đấy, điểm nào ra điểm đó chứ không có lờ nhờ gì cả. Đặc biệt là số tự động mình rất là dễ cho các chị phụ nữ lái xe. Thật à? Bây giờ thì anh sẽ mời em ngồi ở hàng ghế của bà chủ nhá. Đây, hàng bà chủ. Mời em ngồi hàng ghế bà chủ. Đây, hàng ghế bà chủ đây, mời bà chủ vào đó. Mời em ngồi vào luôn. Thưa các bạn, những chân dài nhá đây. Mọi lần thì Hùng chỉ có 1m7 thôi, nhưng mà những chân dài này toàn 1m8 hết. Đó. Vẫn ngồi trong diễn như đi sàn catwalk được. Một không gian tương đối là rộng rãi. Đấy, và hàng ghế bên này thì em thấy không? Anh có thể điều chỉnh lên xuống này. Dạ. Và đặc biệt em thấy là nó bằng nhôm rất là dễ chịu. Cái này là bằng nỉ. Và bằng nỉ, nỉ này sơ nó cũng thích. Nó cứ mềm như da em bé. Cũng được. Thực ra cái nỉ này thì anh nghĩ là nếu mà bọc da vào thì nó sạch hơn. Ở điều kiện Việt Nam mình thì bọc da tốt hơn. Đấy, em thấy cái độ ngả ghế tốt không? Thoải mái. Vâng, rộng đúng không? Điều hòa này. Yên tâm luôn nha. Nếu mà có cái gương ở đây cho em trang điểm, ví dụ đi diễn quá hoặc là gì thì cá tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời, Còn có hai cái hàng ghế sau này thì mình không chở người thì chở đồ. Đúng rồi. Người đúng mẫu, rồi, diễn viên rồi ấy là cần một cái không gian là rộng rãi nhỉ? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Em tên gì nhỉ? Dạ, Thiếu Lan. Thiếu Lan, tên đẹp quá. Cảm ơn em nhiều nhá. Hiện tại Mitsubishi Xpander có hai phiên bản số sàn và số tự động. Cả hai đều sử dụng chung loại động cơ Mivec DOHC. Dung tích 1.5 lít, công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng trên phút cùng hệ dẫn động cầu trước. Thông điệp của gian hàng Mitsubishi tại triển lãm lần này là dẫn lối khát vọng, được thể hiện từ việc đổi mới nhận diện thương hiệu đến việc giới thiệu các mẫu xe được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế tương lai Dynamic Shield, bao gồm Outlander, Pajero Sport và thế hệ thứ hai của ngôn ngữ Dynamic Shield trên dòng xe Xpander. Bên cạnh Xpander, Outlander cũng là mẫu xe được Mitsubishi chú trọng. Kể từ khi chuyển sang lắp ráp, thị trường ô tô trong nước chứng kiến sự tăng trưởng chưa từng có của Mitsubishi Outlander. Outlander phiên bản nội vẫn giữ được chất lượng của xe nhập và được đánh giá là mẫu xe yên tĩnh nhất phân khúc. Giá bán hợp lý hơn và mới đây được trang bị thêm cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, càng làm tăng sức cạnh tranh của mẫu xe này trong phân khúc. Hiện xe có 3 phiên bản cùng sức mạnh động cơ đạt 167 mã lực tại 222 Nm, mô men xoắn trên phiên bản cao nhất. Sự tiên phong và tinh thần khám phá của thương hiệu ô tô hàng đầu Nhật Bản sẽ được thể hiện trọn vẹn qua các dòng sản phẩm như ông vua địa hình Pajero Sport, mẫu xe nhỏ tiết kiệm nhiên liệu Astra và đặc biệt là Xpander, chiếc crossover MPV đang được đón chào nồng nhiệt tại thị trường Việt Nam.